Thưa quý vị và các bạn, đối với tình hình Đà Nẵng đã và đang nỗ lực từng ngày với tinh thần không quá lo lắng nhưng không lơ là chủ quan, xung kích tình nguyện chung tay cùng các ban ngành đoàn thể phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vâng, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ có ở khắp mọi nơi, từ các chốt kiểm soát dịch hay là tại các bệnh viện, vân vân. Đây chính là một phần tình cảm, sự chia sẻ trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng xã hội. Cho ngày mới sáng nay, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các bạn trẻ Đà Nẵng trong việc chung tay tiếp sức các lực lượng đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch của thành phố. Dẫu đêm hay ngày, bất kể nắng nóng lên đến 40 độ C, thì tinh thần làm việc của những cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên tại hầu khắp các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố vẫn thường trực. Hàng loạt phương tiện lưu thông đã được dừng đón để kiểm tra thân nhiệt hành khách. Các tình nguyện viên thì hỗ trợ khai báo y tế, tất cả đều cẩn thận, chu đáo. Công việc kiểm dịch, khai báo y tế tại các chốt cứ lặp đi lặp lại cả ngày đêm. Mặc dù trời nắng oi bức như thế này nhưng mà các bạn vẫn hăng hái từ sáng sớm đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau tiếp tục để tham gia cùng với lại lực lượng để giúp hỗ trợ lực lượng trong việc khai báo y tế. Rất là cảm ơn các anh chị trong đoàn khối các cơ quan thành phố đã có thêm cái tinh thần động lực để cho các bạn trẻ tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình để cùng chung tay với lực lượng đẩy lùi dịch bệnh. Thấu hiểu và sẻ chia những vất vả của các lực lượng chức năng ở các chốt phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi là những người đoàn viên của đoàn khối các cơ quan thành phố đến đây để mà cùng chia sẻ những cái vất vả các bạn đoàn viên của các chiến sĩ tại ở chốt này. Tôi cũng kêu gọi các bạn đoàn viên hãy cùng chung tay góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để mà đẩy lùi cái dịch COVID-19. Đà Nẵng đã trải qua 3 lần chống chọi với dịch COVID-19. Đây là những khoảng thời gian mà các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, nơi đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, phải đối mặt với những vất vả và cả sự hiểm nguy. Chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm, đoàn khối đã tổ chức đến thăm, tặng quà. Những phần quà gồm thực phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và cả những lời động viên kịp thời. Hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp các y bác sĩ thêm vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch này. Chúng ta là sống chung với dịch bệnh rồi, chính vì vậy mà chủ động trong mọi cái tình huống và làm việc trên tinh thần là cái gì chúng ta cũng phải chủ động hết, chủ động phòng bệnh cho bản thân mình, chủ động phòng bệnh cho bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo để mục đích cuối cùng là kết thúc dịch sớm. Đại diện cho tất cả cán bộ công nhân viên chức của Trung tâm Y tế Hòa Vang xin cảm ơn và sẽ ghi nhận những cái tình cảm này và sẽ làm tốt hơn cái công việc của mình để cho thành phố được mau chóng khỏi dịch. Diễn biến dịch bệnh có thể còn kéo dài và sẽ phải thức trắng thêm nhiều đêm nữa. Nhưng mỗi thành viên trong lực lượng công an, y tế, các tình nguyện viên tại các bệnh viện hay tại các chốt chặn này vẫn đang nỗ lực hết mình để góp phần vào công tác ngăn chặn dịch bệnh. Ban thường vụ đoàn khối cũng đã nhận được cái sự quan tâm hưởng ứng từ phía các cái đơn vị trực thuộc đoàn khối. Các đơn vị cũng đã tham gia vận động, đóng góp cái nguồn nhân lực cũng như là kinh phí để tổ chức hoạt động đợt này. Đoàn khối sẽ đi thăm và cái tuyến đầu chống dịch như là bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, nơi trực tiếp điều trị các ca dương tính của trên địa bàn thành phố, và đặc biệt là có cái 12 chốt kiểm soát y tế các cái cửa ngõ ra vào thành phố. Đoàn khối để thăm các cái đội tình nguyện nhằm động viên tinh thần cũng như là hỗ trợ các bạn, tiếp sức cho các bạn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ban thường vụ đoàn khối sẽ tiếp tục kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai và vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động sàng sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, giúp đỡ bệnh nhân và giúp nhân dân các vùng dịch sớm ổn định cuộc sống.